Cô xin chào các con. À các con ơi, do mùa dịch kéo dài nên các con nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé. À, ngoài việc các con ăn uống đầy đủ chất, vệ sinh thân thể sạch sẽ thì các con còn phải tập thể dục thường xuyên cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh đấy các con. Và hôm nay cô và các con cùng nhau tập thể dục nhé.